Xin chào chị Hoàng Diệp. Dạ chị ơi, hôm nay là mình đến làm dịch vụ gì đấy ạ? Chị đến thăm khám. À, hôm nay mình thăm khám sau khi làm dịch vụ gì ạ chị? Chị làm dịch vụ trẻ hóa của Un Therapy. À, mình làm dịch vụ trẻ hóa Un Therapy. Thế là mình làm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị làm được 2 tuần rồi đấy. À, 2 tuần rồi đấy ạ. Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, đây là chị Hoàng Diệp, một khách hàng 38 tuổi của Bali. Chị đã làm dịch vụ Un Therapy cách đây được 2 tuần rồi. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị để xem là trong 2 tuần qua thì làn da của chị đã thay đổi như thế nào nhá. Chị ơi, sau khi làm xong về nhà thì mình cảm thấy là cái làn da của mình nó được thay đổi như thế nào ạ chị? Sau khi làm xong thì bác sĩ nói là nó chỉ cải thiện được khoảng 30-40% thôi. Dạ. Thế nhưng mà chị thấy là đây này, da của chị nó cải thiện rất là đẹp. Nhìn căng bóng của nó còn chị nghĩ là có hơn 30%. À vâng. Thì là nó sẽ đẹp đẹp hơn lúc chị trước khi đến đây rất là nhiều. Vâng. Ai nhìn cũng phải người nhà thứ ai nhìn hoặc người cũng đi ra ngoài đấy. Ôi tự nhiên từ trẻ thế, à. Trẻ kiểu như là kiểu người kiểu thay đổi kiểu như là từ phải đến 10-10 mấy tuổi mà à, thế. À vâng. Vâng. Thế thì để cho mọi người cùng xem được là cái thay đổi của chị Diệp rõ ràng như thế nào thì chị ơi, chị cho em xin phép là em sẽ chia sẻ cái hình ảnh trước đây của mình nhá. Vâng, các bạn có thể nhìn này, hình ảnh trước đây của chị Hoàng Diệp, cái da của chị rất là chảy xệ và nó không có độ liên kết. Cái rãnh rồng hay là những cái khóe mắt thì cũng rất là sâu, và ngày hôm nay thì các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ, nó hoàn toàn được cải thiện rồi. Và đây chị có thể cho mọi người cùng xem cận cảnh cái làn da của chị được không ạ? Đấy, nó căng lên nó rất là đẹp. Vâng. Thế là cái hôm đấy mình làm về xong thì làm em thấy là chị đi với dì của chị đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Đi cùng dì Ánh. À, dì cũng đến để cấy cái căng chỉ ạ. Vâng, lấy dì Ánh của chị là căng chỉ ạ. À. Vâng. Thế là hôm nay em đã nhìn thấy tình trạng của chị rất là khác rồi. Thế thì chờ thêm khoảng 2 tháng nữa thôi thì cái tình trạng da nó còn tăng sinh collagen và elastin thì không biết là nó còn trẻ như thế nào nữa nhỉ? Đấy, đang chờ nhưng mà bây giờ là hài lòng lắm rồi chứ không cần phải đến 2 tuần, 2 tháng đâu. Vâng. Đấy, 2 tuần mà da đã như thế này rồi. Rất là căng bóng, các bạn có thể nhìn thấy chi tiết. Vâng chị ơi, thế thì bây giờ em xin phép chị là em sẽ đi gọi bác sĩ để bác sĩ có thể thăm khám và đưa chị lên để chăm sóc da chị nhá. Rồi, cảm ơn chị. Dạ vâng, em rất là cảm ơn chị. Ừ, chào. Vâng ạ. Nếu như mà các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ đến số hotline 0386463463 hoặc có thể qua trực tiếp tại thẩm mỹ quốc tế Bali số 463 Kim Mã các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream lần sau.